Chính trường thế giới trong 24 giờ qua tiếp tục đổ dồn tâm điểm vào mặt trận Đông Âu với hàng loạt diễn biến đáng chú ý. Lực lượng Nga dùng tên lửa chống hạm siêu thanh không kích liên hồi, khiến toàn bộ Ukraine rung chuyển dữ dội trong đêm. Không quân Kiev cũng phải cay đắng thừa nhận không thể đánh chặn các đợt tấn công này. Tuy nhiên, Moscow cũng phải trả cái giá cực kỳ đắt, thậm chí có những nơi thi thể binh sĩ chất chồng. Trong khi đó, bất chấp mọi cảnh báo về lằn ranh đỏ Crimea, Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng dù chỉ một tấc đất cho Nga. Ở diễn biến khác, Nhật Bản chuyển mình đến chóng mặt về quân sự khiến chuyên gia cảnh báo vũ khí siêu thanh sẽ đẩy Tokyo đến gần ngày tận thế. Giữa lúc đó, lo ngại hoạt động quân sự không ngừng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông, Philippines tiếp tục cùng Mỹ tập trận. Đáng chú ý, Hàn Quốc ngày càng trở nên cứng rắn khi lần đầu tiên trong 6 năm công khai gọi Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng. Trong bối cảnh công nghệ cao đang được ứng dụng trong quân sự ngày một nhiều hơn, 17 quốc gia NATO cùng Thụy Điển thiết lập mạng lưới giám sát. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc đồng thuận kêu gọi các quốc gia có trách nhiệm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quân sự. Cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý, mời quý vị đến với toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Quý vị đang đến với toàn cảnh quốc tế. Thưa quý vị, một ngày nữa trôi qua và Ukraine lại rung chuyển dữ dội với hàng loạt vụ nổ trong đêm. Khắp các tỉnh thành tiếp tục bị chôn vùi trong hỏa lực. Cùng lúc đó thì ngọn lửa căng thẳng cũng đang âm ỉ cháy ở nhiều khu vực khác, khiến cho thế giới chìm sâu vào hỗn loạn và bất ổn. Trong 24 giờ qua thì tình hình thế giới cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với mảnh ghép đầu tiên của bức tranh toàn cầu Trào lửa Đông Âu với những tin tức cập nhật nhất. TASS dẫn thông tin từ lãnh đạo chính quyền khu vực Lviv, Maxim Kozitsky cho biết trên Telegram, một cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công sau khi còi báo động không kích vang lên ở vùng Lviv. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Không chỉ Lviv, theo TASS, còi báo động phòng không cũng reo lên liên hồi ở nhiều khu vực khác trên khắp Ukraine suốt đêm 15 tháng 2 và rạng sáng ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương. Truyền thông ghi nhận nhiều vụ nổ đã ghi nhận ở các vùng Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odessa, Poltava, Kirovograd, Sumy và Cherkasy. Ngoài ra, chia sẻ trên kênh Soloviev Live TV, ông Vladimir Gorov, lãnh đạo phong trào Chúng ta cùng với nước Nga, xác nhận ít nhất 6 vụ nổ đã xảy ra ở thành phố Zaporizhia mà Ukraine kiểm soát vào đầu ngày 16 tháng 2. Quân đội Ukraine cho biết chỉ trong đêm 15 và 16 tháng 2, Nga đã dội 36 tên lửa vào Ukraine. Hệ thống phòng không của Kiev đã bắn hạ 16 tên lửa trong số đó. Không quân Ukraine tuyên bố đã phá hủy 14 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 và Kalibr cùng 2 tên lửa dẫn đường KH-59. Thêm vào đó, các quan chức Ukraine báo cáo rằng chỉ trong ngày 16 tháng 2, thì lực lượng Nga đã thực hiện tổng cộng 36 đợt không kích trên khắp lãnh thổ đất nước. Quân đội Nga chủ yếu vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuy nhiên, thì ít nhất 16 đợt tấn công đã bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết tên lửa Grad và đạn đạo của Nga đã bắn trúng vào các khu vực dân cư ở thành phố Bakhmut, khiến 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Hiện chính quyền Kiev đã thu thập những bằng chứng này để bổ sung vào hồ sơ nhằm buộc Nga chịu trách nhiệm sau này. Phó Thủ tướng Ukraine, bà Irina Vereshchuk, đã khuyến khích những người dân còn lại rời khỏi thành phố Bakhmut. Cùng với đó, trên Telegram, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, thông báo các tỉnh thành ở miền Bắc, miền Tây và miền Nam đã bị tấn công nặng nề. Ông viết, quân đội Nga sử dụng cả tên lửa giả để đánh lạc hướng lực lượng phòng không Ukraine. Tuy nhiên, các chỉ huy Ukraine đã báo cáo ít nhất 16 tên lửa thật đã bị bắn hạ. Ukraine cho biết Nga còn thực hiện các đợt không kích càn quét bằng tên lửa KH-31 và tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx. Lực lượng quốc phòng Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn các đợt tấn công này. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh Moscow đã pháo kích vào nhiều khu vực ở miền Đông và miền Nam. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã rút quân khỏi một số khu vực ở tỉnh Luhansk sau khi bị lực lượng Moscow không kích. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội Kiev đã đẩy lui được lực lượng Moscow, nhưng tình hình ở Luhansk vẫn vô cùng khó khăn. Thưa quý vị, trong nhiều ngày qua thì Nga đang tăng sức ép tấn công Bakhmut để chiếm thành phố này trước khi Ukraine nhận được hàng chục xe tăng hiện đại của phương Tây nhằm củng cố phòng tuyến. Mưa đạn pháo tiếp tục trút xuống vùng trọng điểm miền đông Bakhmut giữa mùa đông lạnh giá, tuyết ngày một dày thêm. Và Nga đã dồn quân tiến công liên hoàn và bất chấp trả một giá đắt. Một binh sĩ Ukraine cho biết có những nơi thi thể chất chồng. Theo Reuters, binh sĩ Ukraine khai hỏa lực pháo nhắm vào lực lượng Nga gần Bakhmut trong ngày 16 tháng 2. Taras Dzioba, người phụ trách báo chí thuộc Lữ đoàn tấn công đường 80 của Ukraine nói, họ đang ồ ạt gửi thêm quân, tôi không nghĩ Nga có thể chiến đấu lâu dài theo cách này, có những nơi thi thể chất chồng.
Sau khi củng cố sức mạnh bằng hàng vạn binh sĩ đã qua đào tạo, Nga từ tháng 12 năm ngoái đã bắt đầu tăng cường tấn công khắp miền Nam và miền Đông Ukraine. Kyiv và phương Tây dự đoán một cuộc đại chiến mùa xuân đang bắt đầu khi Nga cố gắng thắng thế trước cột mốc tròn một năm xung đột ngày 24 tháng 2 năm 2023. Nga đã dùng quân số áp đảo để có được bước tiến ở Bakhmut, trích lời Miron, chỉ huy một đơn vị pháo binh Ukraine đóng quân cách đối phương chưa tới 5 km. Chỉ huy Dzyoba nói với Reuters, tôi nghĩ rằng họ đang muốn chứng minh điều gì đó, một vài bước tiến trên chiến trường. Tôi nghĩ đó là việc họ đang cố gắng thực hiện lúc này. Kiểm soát Bakhmut sẽ giúp Nga có bàn đạp để tiến công vào hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Slovyansk, nằm xa hơn về phía tây tỉnh Donetsk. Bên kia chiến tuyến, hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức phe ly khai cho rằng lực lượng Nga đã kiểm soát một khu vực có địa hình cao ở xung quanh Bakhmut. Nếu tuyên bố này là chính xác thì quân Ukraine đang đối mặt với hiểm họa sinh tử khi Nga có lợi thế pháo kích từ trên cao. Ông Igor Kimakovsky, cố vấn cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, cho biết tất cả vùng cao nguyên quan trọng ở xung quanh Bakhmut đều đã rơi vào tầm kiểm soát của lực lượng Nga, trong khi đó phía Ukraine đang bị hạn chế khả năng chi viện. Phát biểu trong chương trình Soloviev Live nổi tiếng ở Nga, quan chức phe ly khai cho biết, dĩ nhiên đà tiến công của chúng ta gần đây tập trung gần Bakhmut, các binh sĩ đã kiểm soát các khu vực cao nguyên chiến lược. Ông nói thêm, Nga đã buộc Ukraine phải di chuyển theo một hành lang nhỏ hẹp, khiến cho việc vận chuyển đạn dược trở nên vô cùng khó khăn. Ngoài ra, ông Kimakovsky cho rằng, một lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài được nhìn thấy xung quanh Bakhmut, bao gồm người Ba Lan, người nói tiếng Pháp và tiếng Anh. Hôm 14 tháng 2, thì quyền lãnh đạo DPR tự xưng Denis Pushilin khẳng định giao tranh đang tiếp diễn ở các vùng ngoại ô Bakhmut. Phía Ukraine đang chật vật bảo vệ các khu vực mà họ kiểm soát. Ông Pushilin tuyên bố Nga đã cắt đứt 3 trong 4 tuyến đường mà Kyiv dùng để bổ sung quân chi viện. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông trùm Warner Jeff Jenny Prigazine dự đoán Ukraine sẽ thất bại ở Bakhmut vào tháng 4, tùy thuộc vào Ukraine muốn đổ thêm bao nhiêu quân và có thể đảm bảo trang thiết bị cho chiến binh này đến mức nào. Bởi vì có rất nhiều vấn đề phải xử lý, nên cục diện Bakhmut tùy thuộc vào mỗi bên chấp nhận đổ máu đến nhường nào, ông nói thêm. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky tối ngày 16 tháng 2 khẳng định ưu tiên hàng đầu là đánh chặn các đòn tấn công của Nga, chuẩn bị ứng phó với xung đột leo thang và sẵn sàng cho chiến dịch phản công của Ukraine. Giữ vững các phòng tuyến và chuẩn bị cho các bước gia tăng căng thẳng tiếp theo của đối phương, đó là ưu tiên trước mắt của chúng tôi, ông Zelensky nói. Các báo cáo về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Trong khi đó, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin mới đây cho biết, lực lượng của ông dự kiến sẽ phải bao vây Bakhmut trong 2 tháng tới trước khi làm chủ hoàn toàn khu vực này. Bên cạnh đó, thì ông cũng đã so sánh Bakhmut với những chiến trường huyền thoại của Nga trong lịch sử như Stalingrad 1943, Kulikovo 1380 và Borodino 1812. Những ngày qua, chiến sự ở Bakhmut và khu vực phụ cận tăng nhiệt mạnh mẽ, tuy nhiên phía Ukraine vẫn cầm cự kiên cường. Nhờ các vũ khí hiện đại của NATO, họ đã đẩy lùi hết các đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của Nga. Cả hai được cho là đều đã chịu những thiệt hại nặng nề. Những người lính ở đó hỏi tôi khi nào giành chiến thắng. Tôi nói có thể phải bảo vệ Bakhmut trong tháng 3 và tháng 4. Tình thế rất khó để phán đoán. Quân đội Ukraine đang nhận nhiều vũ khí mới. Chắc chắn chúng tôi sẽ tiêu diệt những xe tăng Leopard được gửi đến. Đây là nhiệm vụ quan trọng. Rất tốt khi có thể tiến lên và làm chủ Bakhmut. Chúng ta sẽ làm nên một chiến thắng Stalingrad mới, Kulikovo mới và Borodino mới. Được biết, những trận đánh mà ông Prigozhin nhắc tới là chiến thắng Stalingrad khi Liên Xô đánh bại quân Đức Quốc xã vào năm 1943, Kulikovo khi Nga đánh bại quân Mông Cổ vào năm 1380 và Borodino khi quân Nga gây thiệt hại nặng nề cho quân Pháp vào năm 1812. Đáng chú ý, thống đốc khu vực Belgorod, ông Jaroslav Gratkov tối ngày 16 tháng 2 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào khu vực biên giới này 2 lần trong một ngày. Ông xác định rằng lần này Ukraine đang tấn công làng Ostinka ở vùng Belgorod. Ông Gratkov cho biết thêm không có thương vong nào trong vụ pháo kích lần này. Ông cho biết đạn trúng vào cửa sổ, mặt tiền và hàng rào của 4 hộ gia đình. Ngoài ra, đường dây tải điện và đường ống dẫn khí cũng bị hỏng nặng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2, lực lượng vũ trang Ukraine đã nổ súng vào khu đô thị Semberkinsky. Trong cuộc tấn công lần này của quân đội Ukraine, một cư dân trong vùng đã bị thương. Không dừng lại ở đó, thì lãnh đạo do Moscow hậu thuẫn ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea còn nói rằng lực lượng Nga đã cản phá một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Sevastopol. Trong đó, thì 2 chiếc UAV đã bị bắn hạ, thông tin do TASS đăng tải. Chia sẻ trên kênh Telegram, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razovhail
cho biết Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công mới bằng máy bay không người lái UAV. Hai chiếc đã bị hạ gục trên biển. Các lực lượng và phương tiện phòng không của Moscow đã nỗ lực đẩy lùi đòn oanh kích. Vị thống đốc thân Nga đã kêu gọi người dân bình tĩnh trước diễn biến trên. Được biết, Sevastopol là nơi đặt căn cứ chính của hạm đội Biển Đen. Theo TASS, trong những tháng gần đây, nơi này liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái, lần gần nhất là vào ngày 16 tháng 1. Khi đó, thì lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 10 UAV của Ukraine. Thưa quý vị, trong suốt thời gian qua, thì Ukraine liên tục tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm bán đảo Crimea. Nói về việc có ủng hộ mục tiêu này của Kiev hay không, trong một cuộc trao đổi với chuyên gia thì Ngoại trưởng Antony Blinken lưu ý rằng Mỹ không tích cực khuyến khích Kiev giành lại Crimea. Mọi quyết định liên quan đều do một mình quốc gia Đông Âu này đưa ra. Trọng tâm của Washington hiện nay vẫn là yểm trợ Kiev trong cuộc chiến ở Donbass. Theo Sputnik, khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng hỗ trợ Ukraine thực hiện mục tiêu giành lại bán đảo Crimea mà Nga đang kiểm soát hay không, Ngoại trưởng Blinken nói rằng đó sẽ là một lần danh đỏ đối với Tổng thống Vladimir Putin. Việc Mỹ ra tay hỗ trợ sẽ khiến cho Moscow đưa ra nhiều phản ứng dữ dội. Mặc dù các quan chức Mỹ và NATO liên tục tuyên bố Crimea là một phần của Ukraine, nhưng họ lại không tích cực phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo này. Crimea đã trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014, sau một cuộc đảo chính ở Ukraine. Kiev tiếp tục xem Crimea là một phần lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của mình. Lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố, cư dân Crimea đã bỏ phiếu thống nhất với Nga một cách dân chủ, phù hợp với pháp luật quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng thống Putin nhấn mạnh vấn đề Crimea đã khép lại. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về các vấn đề chính trị bà Victoria Nuland lại cho rằng Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở quân sự ở Crimea. Ngay lập tức, phát ngôn viên Đại sứ quán Nga tại Mỹ, ông Igor Girenko vào hôm 16 tháng 2 cho biết những tuyên bố của Mỹ về việc ủng hộ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea đã cho thấy rõ ràng rằng Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và Moscow coi lập trường này là biểu hiện rõ ràng cho thái độ hiếu chiến của Mỹ. Ông Girenko nói, đây không phải là những lời nói suông, mà là những hành động của Mỹ. Mỹ đang tích cực cung cấp cho Kiev các hệ thống hiện đại dùng để bắn vào các khu vực của Nga. Mỹ đang cố vấn cho các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine. Trên thực tế, họ đã cùng nhau lên kế hoạch cho các hoạt động. Ông Girenko nhấn mạnh, cuối cùng thì toàn bộ cộng đồng quốc tế cũng phải thấy rõ ràng rằng Hoa Kỳ là bên điều khiển thực sự trong cuộc đối đầu ở Ukraine. Tuy nhiên, những nỗ lực của Washington nhằm sử dụng Ukraine để gây đối đầu Nga sẽ hoàn toàn thất bại. Nga sẽ bảo vệ công dân và lãnh thổ của mình. Bà Nuland trước đó nói rằng Mỹ xem các cơ sở quân sự ở Crimea là mục tiêu hợp pháp đối với các cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Ukraine sẽ không an toàn trừ khi thực hiện các hoạt động quân sự trên bán đảo Crimea. Vậy tại sao Crimea liên tục lọt vào tầm ngắm của Ukraine? Sau đây là những nhận định của các chuyên gia quân sự được tạp chí Newsweek của Mỹ vào ngày 16 tháng 2 trích dẫn. Chuyên gia Hilary Ampel, giáo sư tại trường cao đẳng Claremont McKenna ở California, nói với Newsweek rằng bất kỳ cuộc tấn công lớn nào của Ukraine ở Crimea đều sẽ dẫn tới phản ứng bất cân xứng từ Nga, nghĩa là Moscow sẽ đáp trả vô cùng khủng khiếp. Tương tự như cách phản ứng đối với vụ nổ trên cầu Kerch vào hồi tháng 10 năm ngoái, bà Ampel nhận xét việc sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 có ý nghĩa chính trị rất quan trọng đối với Điện Kremlin và Nga luôn muốn giữ chặt quyền kiểm soát bán đảo này bằng mọi giá. Kiev hiểu rõ tầm quan trọng của bán đảo đối với Điện Kremlin nhưng cũng nhận thấy lực lượng Nga đang phòng thủ lỏng lẻo tại nơi đây ở thời điểm hiện tại. Giáo sư Mỹ nói thêm, do việc giữ quyền kiểm soát Crimea chính là một ưu tiên lớn hơn nỗ lực tái kiểm soát lãnh thổ ở Đông và Nam Ukraine, nên Kiev muốn hành động buộc Nga phải giữ lại một số lực lượng ở Crimea thay vì điều chuyển họ ra tiền phương, bà Apple nhận xét. Vào tháng trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, cảnh báo cứng rắn bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine ở Crimea đều sẽ nhận về sự oanh kích đáp trả, bao gồm khả năng triển khai năng lực răn đe hạt nhân. Chuyên gia Arkady Moshels, người am hiểu về Nga và Đông Âu tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Phần Lan, nói với Newsweek rằng thật khó hình dung khả năng Ukraine giành lại bán đảo Crimea. Những rào cản bao gồm vị trí địa lý thuận tiện cho Nga phòng thủ, cũng như lực lượng không quân và hải quân Nga có sức mạnh áp đảo. Tuy vậy, Ukraine vẫn cần chứng minh rằng lực lượng Nga và các mục tiêu khác ở Crimea không thể tận hưởng sự an toàn, họ luôn có nguy cơ bị tấn công. Ngay cả một cuộc tập kích đạt được thắng lợi nho nhỏ cũng có thể mang lại hiệu ứng mạnh mẽ về tuyên truyền và chính trị, giống như vụ nổ cầu Kerch vào hồi tháng 10 năm ngoái, chuyên gia Moshels nêu quan điểm. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đề nghị phản hồi về những bình luận nói trên.
Giữa bối cảnh đó, thì trong cuộc phỏng vấn với BBC News hôm 16 tháng 2, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky một lần nữa tuyên bố rằng sẽ không đồng ý từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine để tìm kiếm thỏa thuận hòa bình cùng Nga trong tương lai. Ông Zelensky nói, bất kỳ sự thỏa hiệp nào về lãnh thổ sẽ khiến chúng ta trở thành bên yếu hơn. Bản thân điều này không phải là thỏa hiệp. Ông cũng khẳng định rằng sẽ không thỏa hiệp cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng đề cập đến cuộc tấn công mùa xuân. Ông nói, các cuộc tấn công của Nga đã xảy ra từ nhiều hướng. Ông cũng trả lời các bình luận tại cuộc họp báo hôm 16 tháng 2 của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, khi ông Lukashenko khẳng định ông sẽ không gửi quân vào Ukraine trừ khi chính Belarus bị tấn công. Ông Zelensky nói, tôi hy vọng Belarus sẽ không tham chiến. Nếu họ tham chiến, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Ông Zelensky nói thêm rằng việc cho phép Nga sử dụng Belarus làm bàn đạp để tấn công là một sai lầm lớn. Thưa quý vị, cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine vẫn diễn biến khôn lường và tác động đến cục diện gần như toàn bộ khu vực châu Âu. Trong bối cảnh đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến thăm đến thủ đô Tallinn của Estonia. Tại đây, ông đã có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Estonia Hanno Pevkur và tái khẳng định cam kết về điều khoản số 5 của Hiệp ước NATO. Trong buổi họp báo chung, ông Austin khẳng định, chúng tôi sẽ sát cánh cùng Estonia để bảo vệ và chống lại bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng đến tình hình an ninh chung. Tháng 3 năm 2004, Estonia cùng các quốc gia Baltic khác đã trở thành thành viên của Liên minh quân sự NATO. Tại thủ đô Tallinn, ông Austin nói, người dân Ukraine đã nhắc cho chúng ta nhớ rằng tự do của chúng ta đang bị đe dọa. Giờ đây Estonia đã hiểu rất rõ điều này. Người dân Estonia đã biết tầm quan trọng của việc sát cánh cùng Ukraine. Đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, ông Austin nói thêm, tôi nghĩ chúng ta thực sự ấn tượng với những gì mà người dân và binh sĩ Ukraine đã làm được. Cam kết của chúng tôi với điều khoản số 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là hoàn toàn nghiêm túc và sẽ tuân thủ. Trong Hiệp ước chung của các nước NATO, điều khoản số 5 quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của Liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ Liên minh. Do đó, tất cả các thành viên sẽ có những hành động quân sự đáp trả để hỗ trợ cho các nước bị tấn công ngay lập tức. Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, là lực lượng quân sự lớn thứ hai thế giới chỉ đứng sau Mỹ, Nga đã không ngừng phô diễn sức mạnh này ở khắp nơi. Mới đây thì Bộ Quốc phòng Nga tối ngày 14 tháng 2 đã công bố một video máy bay ném bom chiến đấu hạng nặng Tu-160 thực hiện chuyến bay định kỳ tại các vùng nước trung lập thuộc biển Barents và biển Na Uy. Nhiệm vụ huy động hai máy bay Tu-160 làm nhiệm vụ trên không trung khoảng 13 giờ. Các máy bay này có thể mang theo đến 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn, thông tin do Reuters đăng tải. Đoạn video được công bố một ngày sau khi Moscow cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-95MC có khả năng hạt nhân cũng vừa thực hiện 7 giờ bay trên biển Bering, vùng biển nằm giữa Nga và Mỹ. Cụ thể, hoạt động của các máy bay ném bom này diễn ra ở vùng nước trung lập thuộc biển Chukchi và biển Okhotsk, gần vùng viễn đông của Nga. Các mámáy bay ném bom được hộ tống bởi tiêm kích Su-30. Quân đội Mỹ cho biết, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ đã phát hiện các máy bay Nga và triển khai tiêm kích để theo dõi khi chúng tiến vào không phận quốc tế gần bang Alaska. Mỹ cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 13 tháng 2. Các máy bay Nga không đi vào không phận Mỹ hay Canada và không gây ra mối đe dọa. Theo Reuters, thì lực lượng an ninh của Hoa Kỳ và Canada đang cảnh giác cao độ sau khi 4 vật thể bay đã bị bắn hạ liên tiếp trên bầu trời Bắc Mỹ trong 2 tuần qua, bao gồm một khinh khí cầu bay lạc từ Trung Quốc. Dù vậy, thì Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ nói rằng các máy bay Tu-95MC của Nga không liên quan gì đến các vật thể bay. Theo Reuters, dù trước đây Nga thường xuyên đưa máy bay chiến đấu đến biển Bering, nhưng các nước hàng xóm của Moscow hiện giờ tỏ ra lo ngại hơn sau khi quan hệ ở khu vực trở nên căng thẳng vì xung đột ở Ukraine. Song song với đó, các nước NATO cũng lưu ý theo dõi việc Nga tăng cường tập trận ở Bắc Cực trong những năm gần đây. Moscow đã mở rộng và cải tạo cơ sở hạ tầng ở khu vực băng giá này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay tầm xa của họ thường xuyên tiến hành chuyến bay định kỳ ở vùng nước trung lập thuộc Bắc Băng Dương, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương. Trong khi đó, thì Nhật Bản ngày 16 tháng 2 cho biết sẽ theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Nga sau khi Moscow thông báo triển khai các máy bay ném bom chiến lược đến vùng biển quốc tế, trong đó bao gồm biển Bering nằm giữa Nga và bang Alaska của Mỹ và vùng biển Okhotsk ở phía bắc Nhật Bản. Phó tránh văn phòng nội các Nhật Bản Ishihiko Isoyaki cho biết, chúng tôi đã biết thông tin Nga đưa máy bay ném bom thực hiện các chuyến bay định kỳ trên vùng biển phía đông nước này. Giữa lúc Nga tiếp tục tấn công Ukraine, quân đội Nga cũng tăng cường hoạt động xung quanh vùng viễn đông, gần đất nước chúng tôi. Chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những hành động như vậy của quân đội Nga.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản được cho là đang tìm cách mua vũ khí siêu thanh tầm xa LRHW và tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ. Tuy nhiên, thì theo chuyên gia quân sự Nga Alexei Leokov, động thái này có thể sẽ khiến Tokyo lãnh hậu quả tồi tệ. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Hãng tin Sputnik News dẫn lời ông Leonkov cho rằng Nhật Bản đang nghiên cứu công nghệ siêu thanh với Mỹ với lý do tự vệ, dù Washington xem đây là khí tài dùng để tấn công. Tên lửa siêu thanh LRHW có tầm bắn lên đến 3.000 km. Khi được đặt trên lãnh thổ Nhật Bản, toàn bộ vùng viễn đông của Nga, Kamchatka, toàn bộ Triều Tiên và hầu hết lãnh thổ Trung Quốc sẽ đều nằm trong phạm vi tấn công của chúng. Do đó, nỗ lực trang bị khí tài uy lực mới có thể khiến Tokyo bị Bình Nhưỡng, Bắc Kinh và Moscow để mắt nhiều hơn. Chuyên gia quân sự Nga nói thêm rằng, Tokyo tin tên lửa siêu thanh sẽ giúp họ tự vệ, nhưng đây là ý nghĩ ngây thơ, thậm chí là điên rồ. Chúng có thể dẫn Nhật Bản đến ngày tận thế với quá khứ quân phiệt. Nếu Nhật Bản cố thể hiện sức mạnh của mình một lần nữa hoặc tham gia vào các kịch bản quân sự của Mỹ, nước này sẽ có nguy cơ mất toàn bộ lãnh thổ do Trung Quốc, Triều Tiên tấn công trả đũa. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố sẽ đáp trả Nhật Bản nếu có bất kỳ mối đe dọa nào đối với vùng biển Viễn Đông, bao gồm việc Tokyo triển khai tên lửa siêu thanh trên các đảo của Nhật Bản. Ông Leonkov cũng nói rằng Nhật Bản đang đóng góp mọi nghiên cứu về vũ khí siêu thanh cho Mỹ. Washington cũng đang tập hợp nguồn lực của mọi quốc gia thành viên NATO để phát triển công nghệ này. Vị chuyên gia Nga nhấn mạnh, Tokyo ngày càng bị thu hút vào các hoạt động của khối NATO. Giữa lúc liên minh quân sự không còn gói gọn hoạt động ở châu Âu nữa, có khả năng Nhật Bản sẽ trở thành một trong những nước đầu tiên gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông Leonkov lưu ý nếu Nhật Bản gia nhập khối xuyên đại Tây Dương, nước này sẽ không còn là quốc gia trung lập, điều này sẽ ảnh hưởng đến cán cân trong khu vực. Song song với đó, theo Reuters đưa tin hôm nay, ngày 17 tháng 2, Nhật Bản đã phóng không thành công tên lửa H-3, thiết bị phóng hạng trung đầu tiên của nước này trong 3 thập kỷ qua. Nguyên nhân là do hai động cơ tăng áp thứ cấp lắp bên hông của tên lửa này không bắt lửa và không hoạt động. Theo Reuters, động cơ chính của H-3 bị ngắt khi chuẩn bị phóng. Tên lửa dài 57 mét này sau đó vẫn yên vị trên bệ phóng tại sân bay vũ trụ Tanegashima. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết họ đang điều tra nguyên nhân của sự thất bại này. Nhật Bản đã chế tạo tên lửa H-3 để tăng cường khả năng tiếp cận không gian độc lập và củng cố cơ hội giành được vị thế trên thị trường toàn cầu từ các đối thủ, bao gồm cả tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Tên lửa này được thiết kế để đưa các vệ tinh của chính phủ cũng như vệ tinh thương mại vào quỹ đạo và vận chuyển vật tư cho trạm vũ trụ quốc tế. Giữa lúc đó, hoạt động quân sự không ngừng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông tiếp tục vấp phải phản ứng của nhiều quốc gia trong khu vực. Theo Reuters mấy đây đưa tin, thì tướng chỉ huy quân đội Philippines ngày 15 tháng 2 cho biết nước này và Mỹ sẽ tăng quy mô các cuộc tập trận chung lên mức lớn nhất kể từ năm 2015. Cuộc tập trận nhằm phản ánh nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos J. Đồng thời diễn ra sau khi Manila chỉ trích việc hải cảnh Trung Quốc chiếu đèn laser cấp độ quân sự làm mù tạm thời hơn 10 giây đối với thủy thủ trên một tàu tiếp tế của Philippines vào ngày 6 tháng 2, khi con tàu đang trên đường đến bãi Cỏ Mây thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đối với sự việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hải cảnh nước này đang hành động theo pháp luật và đã liên hệ với Philippines thông qua các kênh ngoại giao. Sự việc chưa kịp lắng xuống thì Manila thông báo sắp tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra định kỳ. Tướng lục quân Philippines Romeo Browner nói với phóng viên, cuộc diễn tập thường niên Balikatan sẽ diễn ra vào quý 2 năm nay, dự kiến triển khai số lượng binh sĩ đông hơn con số 8.900 quân nhân vào năm ngoái. Năm 2015 thì hơn 11.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đã tham gia tập trận Balikatan. Gần đây, Philippines cũng cho phép Washington có quyền tiếp cận lớn hơn đối với các căn cứ quân sự ở quốc gia Đông Nam, bất chấp Bắc Kinh bày tỏ quan ngại và kêu gọi các bên giữ gìn ổn định khu vực. Khu vực Đông Bắc Á vẫn chưa thể hạ nhiệt căng thẳng. Thưa quý vị, theo đài NHK ngày 16 tháng 2, sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc đã gọi Triều Tiên và quân đội nước này là kẻ thù lần đầu tiên trong 6 năm. Động thái được đưa ra khi Hàn Quốc được dẫn dắt bởi Tổng thống Yoon Suk-yeol, một nhà lãnh đạo có lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng. Sách trắng quốc phòng cho biết, Triều Tiên coi Hàn Quốc là kẻ thù và Bình Nhưỡng tiếp tục gây ra mối đe dọa quân sự khi không từ bỏ chương trình hạt nhân. Theo tài liệu, chế độ Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc. Sách trắng quốc phòng được công bố dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in không đề cập Triều Tiên là kẻ thù. Theo tài liệu được công bố ngày 16 tháng 2, Triều Tiên sở hữu hơn 70 kg plutonium. Con số này nhiều hơn 20 kg so với lượng ước tính được liệt kê trong sách trắng được công bố 2 năm trước. Ngoài ra, theo tài liệu này, thì Bình Nhưỡng cũng sở hữu một lượng đáng kể uranium được làm giàu ở mức độ cao. Bên cạnh đó, sách trắng mới gọi Nhật Bản là một quốc gia láng giềng gần gũi chia sẻ các giá trị với Hàn Quốc. Tài liệu nói rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên xây dựng mối quan hệ hợp tác trong tương lai đáp ứng lợi ích chung.
Cũng trong hôm 16 tháng 2 vừa qua, thì Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo rằng nước này sẽ triển khai các tàu quân sự đến Haiti trong những tuần tới. Các tàu này sẽ có nhiệm vụ giám sát và thu thập thông tin tình báo cũng như duy trì sự hiện diện của Canada ở vùng biển Haiti. Tuyên bố được nhà lãnh đạo Canada đưa ra trong hội nghị khối khu vực cộng đồng Caribe ở Bahamas. Ông Trudeau không cung cấp chi tiết chủng loại, số lượng cũng như thời gian các tàu được triển khai. Tướng Canada cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với Haiti để giúp nước này giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị, an ninh và nhân đạo nghiêm trọng trong nước. Ông đồng thời tuyên bố Canada sẽ viện trợ nhân đạo thêm 12,3 triệu đô la Mỹ cho Haiti và dành 10 triệu đô la Mỹ hỗ trợ văn phòng di cư quốc tế trong nỗ lực bảo vệ phụ nữ và trẻ em Haiti ở khu vực biên giới giáp với Cộng hòa Dominica. Hồi đầu tháng, Canada đã thông báo triển khai máy bay giám sát và gửi xe bọc thép, thiết bị an ninh đến Haiti để hỗ trợ quốc đảo Caribe giải quyết tình hình an ninh nghiêm trọng liên quan đến hoạt động băng đảng. Các băng đảng ở Haiti đã gia tăng hoạt động đáng kể sau khi Tổng thống nước này, Jovenel Moïse, bị ám sát vào năm 2021. Tình trạng bạo lực sau đó lan rộng khắp đất nước, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Vào tháng 10 năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã đề xuất điều một lực lượng phản ứng nhanh đến Haiti, hỗ trợ chính phủ nước này ngăn chặn nạn bạo lực băng đảng. Cho đến nay, các cuộc xung đột tranh giành địa bàn của các nhóm tội phạm ở Haiti đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải di tản. Trong một diễn biến khác, thì Mỹ và Iran lại tăng nhiệt căng thẳng. Theo Reuters cho hay, trong bài phát biểu hôm 15 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price tin rằng thủ lĩnh Al-Qaeda Saif al-Adel đã quyết định đặt cơ sở hoạt động tại Iran. Theo Reuters, Hoa Kỳ đã trao thưởng 10 triệu đô la Mỹ cho thông tin về Adel, người được cho là đứng đầu Ủy ban quân sự và là thành viên thuộc Hội đồng lãnh đạo của Al-Qaeda. Báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc cho biết Adel là cựu sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt của Ai Cập và hiện là thủ lĩnh của các nhóm chiến binh. Và lúc này, Al-Qaeda chưa chính thức chỉ định người kế vị cho Yaman al-Zawahiri, người được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ ở Kabul năm ngoái. Đây vốn là một đòn giáng mạnh vào tổ chức Al-Qaeda sau khi người sáng lập Osama Bin Laden bị sát hại vào năm 2011. Không giống như những người tiền nhiệm luôn nổi tiếng với các video được phát đi khắp thế giới nhằm đe dọa Mỹ, các chuyên gia cho rằng Adel đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công từ trong bóng tối. Nhân vật này đang biến Al-Qaeda thành nhóm chiến binh nguy hiểm nhất thế giới. Trong quá khứ, Adel đã bị Tòa án Hoa Kỳ truy tố và buộc tội vào tháng 11 năm 1998 vì tham gia đánh chất nổ vào các đại sứ quán của Mỹ ở Tanzania và Kenya, khiến 224 người dân thiệt mạng và làm bị thương hơn 5.000 người. Cho đến nay, chỉ có 3 bức ảnh về nhân vật này, trong đó có một bức ảnh đen trắng chụp chính diện từ danh sách truy nã của FBI. Theo các nhà điều tra của Mỹ, mọi người cũng biết rất ít về Adel. Nhân vật này được cho là đã tham gia huấn luyện và góp mặt trong một số hoạt động ở châu Phi, đồng thời có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Hoa Kỳ Daniel Pearl ở Pakistan vào năm 2002. Theo Reuters, trong một thông điệp đăng trên Twitter hôm 15 tháng 2, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phủ nhận sự có mặt của thủ lĩnh Adel ở quốc gia này. Trong khi đó, phát ngôn viên của Ủy ban Biên giới Quốc gia Belarus, ông Anton Biskovsky, nói với TASS hôm 16 tháng 2 rằng Litva luôn tìm cách gia tăng căng thẳng ở biên giới với Minsk. Thông điệp trên được ông đưa ra sau khi Litva đơn phương quyết định chấm dứt thỏa thuận hợp tác đảm bảo luồng giao thông xuyên biên giới giữa hai nước. Ông Biskovsky nói rằng Latvia đang làm gia tăng căng thẳng và khiến tình hình ở biên giới trở nên tồi tệ. Vị quan chức Belarus cũng lưu ý rằng vào tháng 1, chính phủ Litva đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận năm 2006 liên quan đến các nguyên tắc hợp tác ổn định biên giới hai nước. Theo ông Biskovsky, với quyết định đơn phương hủy bỏ thỏa thuận, Latvia đã có bước đi không thân thiện và không mang tính xây dựng. Điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao thông xuyên biên giới. Trước đó, hồi giữa tháng 1, chính phủ Litva đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận năm 2006 về các nguyên tắc hợp tác biên giới với Belarus. Bộ Nội vụ Litva cho rằng nước này khó có thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận trong tương lai gần. Hôm 15 tháng 2, Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus cho biết đã được thông báo về quyết định đơn phương của cơ quan biên giới nhà nước Latvia. Phía Latvia được cho là không đưa ra lý do dẫn đến động thái chấm dứt hợp tác dựa trên văn bản đã ký ngày 4 tháng 1 năm 2019. Được biết, thỏa thuận nói trên quy định nỗ lực hợp tác của hai nước trong hoạt động giao thông xuyên biên giới, thúc đẩy trao đổi thông tin và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra thiên tai và thảm họa nhân đạo. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì thế giới đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ vũ trụ toàn cầu. Tuy nhiên thì bên cạnh những lợi ích mà lĩnh vực này mang lại, nhất là trong an ninh và phòng vệ quốc gia, cũng có không ít những quan ngại trước nguy cơ gia tăng căng thẳng, địa chính trị trong không gian vũ trụ và chạy đua vũ trang trong không gian giữa các quốc gia, đe dọa đến trật tự hòa bình, an ninh quốc tế trong tương lai.
Hãng thông tấn TASS mới đây đưa tin 17 quốc gia NATO và Thụy Điển ngày 15 tháng 2 đã ký một thỏa thuận thiết lập một mạng lưới vệ tinh nhằm cải thiện thông tin tình báo từ không gian. Theo trang web của chính phủ Anh, văn bản được ký kết bởi Anh Quốc, Thụy Điển cũng như Bỉ, Bulgaria, Hungary, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Thỏa thuận nhằm phát triển một khuôn khổ để cải thiện giám sát từ không gian, thông qua hợp tác đa quốc gia và chia sẻ các khả năng dựa trên không gian do các quốc gia thành viên vận hành. Thỏa thuận có tên Sáng kiến giám sát liên tục của đồng minh từ không gian hay APSS sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, theo TASS. Song song với đó, sự phát triển vượt bậc của công nghệ, vũ khí được trang bị trong quân đội cũng trở nên tối ưu hơn với sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đã làm thay đổi đáng kể hình thái cũng như quy luật và phương thức tiến hành chiến tranh so với truyền thống. Trong bối cảnh đó, thì Mỹ, Trung Quốc và gần 60 quốc gia đã cùng ký một thông báo về việc kêu gọi hành động một cách có kiềm chế và có trách nhiệm khi áp dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quân sự. Các chuyên gia nhân quyền và học giả lưu ý rằng thông báo này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý và không giải quyết được các mối lo ngại như sản xuất máy bay không người lái do AI điều khiển, các thiết bị giết người mà không cần sự can thiệp của con người hay ngưng làm leo thang xung đột quân sự. Tuy nhiên, thông báo này là kết quả chung của hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về AI quân sự do Hà Lan và Hàn Quốc đồng tổ chức vào tuần này tại The Hague. Các bên ký kết cho biết họ cam kết phát triển và sử dụng AI trong quân sự phù hợp với nghĩa vụ pháp lý quốc tế và không làm suy yếu đến an ninh, ổn định và trách nhiệm quốc tế. Hội nghị này được diễn ra khi sự quan tâm của thế giới dành cho AI đang ở mức cao nhất mọi thời đại do độ phổ biến của chương trình ChatGPT trong khoảng thời gian gần đây và khi Ukraine đã bắt đầu sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt và các hệ thống nhắm mục tiêu được hỗ trợ bởi AI trong cuộc chiến với Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về kiểm soát vũ khí, ông Bonnie Jenkins, đã đưa ra khuôn khổ và quy tắc của Mỹ về việc sử dụng AI quân sự có trách nhiệm. Theo Reuters, Mỹ và các quốc gia hùng mạnh khác đã miễn cưỡng đồng ý việc tuân thủ giới hạn khi sử dụng AI, e ngại rằng làm như vậy có thể khiến họ gặp bất lợi trước các đối thủ. Đề xuất của Mỹ là hệ thống vũ khí AI phải được tạo ra và vận hành dựa trên mức độ phán đoán phù hợp của con người. Đại diện Trung Quốc, ông Jian Tan, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh rằng các quốc gia nên phản đối việc tìm kiếm lợi thế quân sự cũng như quyền bá chủ thông qua AI và cần phải làm việc thông qua Liên Hợp Quốc. Một thông tin đáng chú ý khác, theo Reuters đưa tin, hôm 15 tháng 2, thì tập đoàn Endeavour Mining đã bán 200 kg vàng từ mỏ Mana ở Burkina Faso cho chính phủ quốc gia này. Tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Vương quốc Anh này là tập đoàn khai thác vàng lớn nhất ở Burkina Faso và cũng là bên đang tài trợ cho cuộc chiến chống lại cuộc nổi dậy của các phần tử thánh chiến, vốn gây ra hai cuộc đảo chính ở quốc gia này vào năm ngoái. Vàng là một phương thức phổ biến để mua và dự trữ ngoại tệ. Bộ Năng lượng và Mỏ của Burkina Faso đã đưa ra một thông báo vào hôm 13 tháng 2, nói rằng họ đã mua 200 kg vàng từ mỏ Mana. Phía Edevu xác nhận rằng đã ký hợp đồng bán 200 kg vàng cho chính phủ Burkina Faso theo giá thị trường hiện tại và được khai thác từ mỏ Mana của chính quốc gia này. Tập đoàn này nói thêm, việc mua bán này phù hợp với bộ luật khai thác của đất nước, quy định rằng họ có thể mua vàng trực tiếp từ các công ty khai thác trong những trường hợp đặc biệt, tuân theo các điều khoản công bằng và đã được thỏa thuận trước. Nhà lãnh đạo quân sự của Burkina Faso, ông Ibrahim Traoré, lên nắm quyền vào cuối tháng 9 năm ngoái, đã tuyên bố sẽ chấn áp lực lượng nổi dậy đang lan rộng khắp khu vực Sahel của Tây Phi. Chính phủ của ông đã tăng ngân sách an ninh và thành lập một quỹ hỗ trợ yêu nước để quyên góp tiền nhằm phục vụ việc tuyển dụng các trợ lý trong quân đội. Edevour đã mua lại mỏ Mana vào tháng 7 năm 2020. Công ty này sở hữu 90% trữ lượng mỏ và chính phủ Burkina Faso sở hữu phần còn lại. Tạm gác lại những căng thẳng của chính trường thế giới, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phim trường Universal Hollywood tại bang California của Mỹ. Tại đây thì một công viên dành cho những người yêu thích trò chơi điện tử của Nintendo, đặc biệt là tựa game huyền thoại Super Mario vừa được ra mắt, đưa người tham quan trực tiếp đi vào thế giới Vương quốc Nấm, thông tin do Reuters đăng tải. Công viên Super Nintendo World nằm trong phim trường Universal Hollywood được tạo hình với sự cộng tác từ nhà thiết kế game huyền thoại Shigeru Miyamoto. Đến đây, bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong tựa game nổi tiếng Super Mario như các loại nấm, rùa, khối tiền thưởng và tất nhiên là hai người bạn, Mario và Luigi. Người tham gia có thể tương tác với nhân vật, ghi điểm bằng cách điều khiển vòng tay điện tử. Chúng tôi rất giỏi trong việc đưa những chi tiết trong phim ảnh và game ra ngoài đời thực. Cùng với sự hợp tác của Nintendo, chúng tôi mang đến một trải nghiệm mới lạ cho khán giả thông qua một tựa game đã rất quen thuộc. Thông qua công nghệ, bạn có thể đi xung quanh và tương tác trực tiếp với các nhân vật, ghi điểm và nhận những phần quà.
Năm 2021, công viên Super Nintendo World của Universal từng được tổ chức ở Osaka, Nhật Bản. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào không khí lễ hội hóa trang tại thành phố Cologne phía tây nước Đức. Thưa quý vị, đúng vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương, một đội danh dự trong bộ trang phục truyền thống bắn pháo giấy từ những khẩu súng đồ chơi trong tiếng reo hò phấn khích của đám đông khán giả. Bộ ba nhân vật mang tính biểu trưng của lễ hội Carnival Cologne: nông dân, thiếu nữ và hoàng tử, một truyền thống đã có từ những năm 1820, từ trên cao vẫy tay chào mừng người tham dự và cùng nhau lắc lư theo giai điệu dân ca quen thuộc. Đám đông phấn khởi hô vang lời chào truyền thống của vùng miền Tây, Alap với nhau. Sau những năm đại dịch, đây như là một sự giải thoát. Chúng tôi chỉ ước được kéo dài khoảng thời gian vui vẻ này cho đến sau mùa chay. Thật tuyệt, mọi người đang tận hưởng những niềm vui, tất cả các thế hệ cùng quây quần bên nhau, tôn lên những giá trị truyền thống của Cologne. Tất cả chúng tôi đã chờ đợi lễ hội này sau thời gian dài. Năm nay đánh dấu cột mốc 200 năm lễ hội hóa trang truyền thống ở Cologne và lần trở lại của sự kiện sau 2 năm bị hoãn vì dịch Covid-19. Điểm nhấn của cuộc diễu hành là vào ngày thứ 2 Hồng Hoa. Lễ hội sẽ kết thúc vào thứ 4 lễ cho, thời điểm mở đầu mùa chay thánh trong đạo Công giáo. Trước đó, theo Reuters đưa tin, vào hôm 15 tháng 2 vừa qua, thì thước phim hiếm về xác tàu Titanic nằm dưới đáy biển Đại Tây Dương vừa được chia sẻ sau hơn một thế kỷ bị chìm do đâm vào núi băng trôi. Đoạn phim do một nhóm thuộc Viện Hải dương học Ushals WHOI ghi lại cho thấy tàu Titanic nằm dưới đáy biển sâu sau hải trình kinh hoàng. Nỗ lực xác định vị trí của du thuyền sang trọng này đã được tiến hành ngay sau vụ đắm năm 1912, nhưng chỉ thành công vào năm 1985 nhờ sự phát triển của công nghệ khám phá biển sâu. Sau khi vị trí Titanic được xác định, các đội thợ lặn với camera đã ghi hình vào tháng 7 năm 1986. Họ sử dụng tàu lặn Alvin, chở được 3 người và một thiết bị điều khiển từ xa gọi là Jason J. Hầu hết hình ảnh trong video này chưa từng được công bố. Hình ảnh được giới thiệu nhân kỷ niệm 25 năm công chiếu bộ phim Titanic của James Cameron từng đoạt giải Oscar. Con tàu xấu số đã khởi hành từ Southampton, nước Anh, lên đường tới New York. Thế nhưng sau khi đâm phải tảng băng, chiếc du thuyền xa hoa chìm xuống biển. Trong đó 2.223 người có mặt trên tàu, hơn 1.500 người đã không trở về. Tại Mỹ, thì một người đàn ông khi đi câu trên con sông thuộc bang Virginia mới đây đã bắt được một con cá vược miệng rộng và màu vàng, coi là cực hiếm, chưa từng được nhìn thấy trước đây. Bộ Tài nguyên Động vật Hoang dã Virginia DWR cho biết, ông Jacob Moore đã câu được con cá vược miệng rộng từ sông James gần công viên Chippewa State. Moore, một nhân viên công ty cây xanh, nói rằng ông bắt được con cá đặc biệt này khi đang tập câu chuẩn bị cho một cuộc thi. Khi tôi câu cá lên, ban đầu tôi nghĩ nó là một con cá biển lọt vào, nhưng khi nhìn kỹ thì nó là một con cá miệng rộng. Tuy nhiên, màu sắc của nó rất khác. Thay vì có vảy màu ánh bạc, con cá này có một màu vàng rất đặc biệt. Alex McCricott, chuyên ngành thủy sinh của DWR cho biết, cá vực miệng rộng màu vàng là điều cực kỳ hiếm gặp. Hầu hết những người câu cá chưa bao giờ nghe hay biết về chúng. Ông chia sẻ thêm, con cá là sản phẩm của đột biến gen, làm thay đổi sắc tố da, được gọi là satism. Sắc tố vàng chiếm ưu thế trong statism và biểu hiện ra màu sắc của con vật. Murray đã thả con cá lại dòng sông bởi kích thước của nó chỉ là 42 cm, trong khi quy định đánh bắt cá vược miệng rộng trong tự nhiên là 56 cm và nặng hơn 3.6 kg. Thưa quý vị, Frank Hilliker, chủ sở hữu một đơn vị sản xuất trứng ở California, Mỹ, đã bày tỏ thất vọng khi giá mặt hàng này tăng cao. Chia sẻ với Reuters, ông cho biết trang trại của ông và nhiều đơn vị khác trên toàn tiểu bang đang phải gồng gánh chi phí sản xuất ngất ngường do lạm phát, và chính yếu tố này đã đẩy giá trứng lên cao. Ông Hilliker nói giá thức ăn chăn nuôi tăng gần gấp đôi, giá bao bì cũng tăng từ 25-40%, nhiên liệu, nhân công cũng vậy, tất cả đều tăng giá. Vì vậy tình hình thật khó khăn, các cơ sở sản xuất phải nâng giá trứng để trang trải các chi phí đó. Theo ông, giá trứng sẽ giảm và nguồn cung thực phẩm này cũng sẽ ổn định hơn trong thời gian tới. Tình hình đã ổn hơn rất nhiều trang trại bị cúm gia cầm đã dần phục hồi số lượng gà, vịt đẻ trứng, tình trạng thiếu hụt trứng ở San Diego đã cải thiện hơn, ông Hilliker nói với Reuters. Tháng trước, một nhóm trang trại cho rằng Ủy ban Thương mại Liên bang FTC nên kiểm tra tình trạng giá trứng tăng cao, xem xét liệu các đơn vị phân phối trứng hàng đầu có đang đẩy giá hay không. Theo Cục Thống kê Lao động, vào tháng 12 năm 2022, giá trứng đã tăng 138% so với một năm trước đó, lên $4.25 một tá.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA đã chỉ ra đợt bùng phát cúm gia cầm kỷ lục là nguyên nhân khiến giá tăng cao. Tuy nhiên, tổ chức Farm Action đã gửi thư cho Chủ tịch FTC Lina Khan và yêu cầu cơ quan quản lý chống độc quyền của Mỹ nên kiểm tra mức lợi nhuận tại các công ty phân phối trứng hàng đầu. Theo ông Hicker, dịch cúm gia cầm bùng phát là vấn đề toàn cầu. Ông hy vọng có thể sớm ngăn chặn đợt dịch này. Theo Reuters đưa tin, Tesla hôm 16 tháng 2 đã thông báo thu hồi 362.000 xe của hãng trên thị trường Mỹ để cập nhật phần mềm tự lái hoàn toàn. Động thái được đưa ra sau khi các cơ quan quản lý của Mỹ cảnh báo hệ thống hỗ trợ người lái này không đảm bảo đầy đủ luật an toàn giao thông, có thể dẫn đến sự cố. Những mẫu xe nằm trong diện thu hồi lần này của Tesla bao gồm Model S, Model X, Model 3 và Model Y, được sản xuất từ năm 2016 đến 2023. Được trang bị phần mềm tự lái hoàn toàn. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ, phần mềm tự lái hoàn toàn của Tesla cho phép phương tiện gia tăng tốc độ vượt quá quy định hoặc hành động không an toàn quanh các giao lộ. Ngay trong chiều cùng ngày, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 3,6% xuống còn 206,62 đô la Mỹ vào chiều cùng ngày. Tesla cam kết cập nhật phần mềm miễn phí cho những xe bị thu hồi. Hãng đồng thời cho biết họ nhận được 18 yêu cầu bảo hành từ người dùng và chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp thương vong nào liên quan đến phần mềm lái xe tự động hoàn toàn. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.